Rương Công Nghệ đã xem rất nhiều video nói về việc là Apple có những ưu đãi cho sinh viên như thế nào ở trên cửa hàng trực tuyến của họ. Thế nhưng mà những cái video đó không có con số. Cái này là anh em Vật Vờ Studio là chiều các bạn nhất luôn rồi đấy. Nhìn thế này, chúng tôi đã kể cho các bạn xem hẳn một cái bảng cho thấy rằng là cái mức giá ưu đãi dành cho sinh viên ở trên cửa hàng trực tuyến của Apple như thế nào. Có thể nói rằng là cái mức giảm giá này nó rất là hấp dẫn đấy, từ 800 cho đến 10 triệu tùy theo sản phẩm các bạn mua là gì. Thế nhưng mà không phải sản phẩm nào có ưu đãi các bạn cũng nên mua ở trên cái cửa hàng này. Và cụ thể ra sao thì Rương Công Nghệ sẽ chia sẻ cho các bạn học sinh sinh viên trong video này. Xem xong nhớ like, share và subscribe Vật Vờ Studio nhé, vì chúng tôi chiều các bạn nhất rồi đấy. Câu hỏi đầu tiên đặt ra đó là có phải tất cả các bạn học sinh sinh viên tại Việt Nam đều được giảm giá hay không? Câu trả lời là không các bạn ạ. Bởi vì khi mà các bạn đăng ký cái gói học sinh sinh viên này để các bạn nhận được những cái hỗ trợ giảm giá ấy, thì các bạn sẽ cần phải xác thực qua một cái trang web bên thứ ba có tên là Unidays. Cái phương pháp này thì tương tự như là khi các bạn đăng ký gói cước sinh viên để được hưởng ưu đãi của một số dịch vụ. Ví dụ như là các bạn đến rạp chiếu phim, hoặc là như trong cái trường hợp này là các bạn đăng ký Spotify hoặc là Apple Music, thì các bạn đều cần phải xác thực cái đó. Cái quá trình xác thực này thì không quá lâu, tối đa sẽ chỉ mất 2 ngày và không yêu cầu quá nhiều những thủ tục phức tạp. Sẽ có hai cách để các bạn thực hiện những cái thủ tục xác thực này. Thứ nhất đó là trường các bạn đã cấp cho các bạn một địa chỉ email dành cho sinh viên rồi. Theo như mình có tìm hiểu thì những các bạn sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội này, Kinh tế Quốc dân hay là Ngoại thương thì các bạn đều có những email như vậy. Các bạn nhập cái email đó vào để các bạn xác thực, thế là xong. Hoặc là cách thứ hai, nếu như mà trường các bạn không cung cấp cho các bạn địa chỉ email thì mọi người có thể sử dụng thẻ sinh viên, nhập những cái yêu cầu mà Unidays họ cần. Như thế là được, xác thực rất đơn giản thôi, không cần nhiều thủ tục. Còn nếu như mà bạn nào đang là Việt kiều mà cảm thấy cách giải thích của Rương Công Nghệ là quá khó hiểu, các bạn có thể đọc chữ tiếng Việt ở trên website vatvostudio.vn. Bọn mình có làm hẳn một cái bài hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách đăng ký về cái dịch vụ này ở trên Unidays rồi. Ok, Vật Vờ Studio chiều các bạn nhất luôn đấy. Bọn mình đã thử ở trên cả hai cách vừa rồi thì nó đều thành công, bởi vì là Vật Vờ Studio có khá nhiều bạn thực tập sinh là các bạn học sinh sinh viên ấy. Các bạn nào mà đang đi học đại học ấy thì các bạn hãy comment phía bên dưới xem là xác thực có được hay không nhá. Nhất là các bạn mà ở cái khu vực Cầu Giấy như của mình, như kiểu là thương mại này hay là học báo chí này, thì các bạn hãy comment phía bên dưới đi, bởi vì mình thấy có nhiều bạn bảo là không đăng ký được. Và có thêm một cái nữa anh em cũng cần phải lưu ý, đó là tài khoản sinh viên còn được mua luôn cả Apple Music với giá ưu đãi và tặng kèm Apple TV Plus miễn phí, và tổng cái gói này chỉ là 35.000 đồng mà thôi. Và cá nhân mình cũng đang trải nghiệm những dịch vụ này và mình thấy nó ngon thực sự nên là giới thiệu cho các bạn thôi. Đó, thì các bạn mà quan tâm thì có thể mua luôn những cái gói như này nhá. Câu hỏi tiếp theo đặt ra đó là khi mua những cái thiết bị giảm giá này thì có giới hạn gì không? Không các bạn ạ, cái thứ giới hạn duy nhất chỉ là nhu cầu và túi tiền của các bạn mà thôi. Còn khi các bạn đã mua những cái sản phẩm giảm giá này thì đương nhiên là nó là sản phẩm bình thường của Apple mà, nó có phải máy lóc hay cái liếc gì đâu, nên là các bạn không lo nó bị giới hạn bởi cái gì nhá. Ok, nói vui vậy thôi nhưng mà cái giới hạn ở đây theo như mình thấy thì có lẽ là nó chỉ nằm ở việc là các bạn sẽ không mua được iPhone giảm giá ưu đãi thôi. Còn những cái thiết bị khác để phục vụ cho nhu cầu học tập của các bạn, như là bút này, như là máy tính bảng, như là laptop của Apple thì sẽ đều được ưu đãi giảm giá nhá. Vậy thì các bạn nên mua những cái sản phẩm giảm giá nào trên cửa hàng trực tuyến của Apple để có mức giá tốt? Như mình đã chia sẻ ngay phần đầu video ấy, thì không phải sản phẩm nào giảm giá nó cũng xứng đáng cho các bạn mua. Lý do là bởi mặc dù Apple có thể giảm giá rất nhiều, đó từ 800 đến 10 triệu cơ, thế nhưng mà cái mức giá niêm yết trên cái cửa hàng đó nó rất là cao, nên là khi giảm giá xuống thì nó cũng không chênh lệch nhiều, đặc biệt là so với các đại lý bán lẻ bên ngoài. Ví dụ như ở đây là có một cái con laptop quốc dân là con MacBook Air M1 đi. Cái mức giá mình đang tham khảo được ở chuỗi hệ thống cửa hàng CellphoneS ấy, các bạn bấm ngay vào cái phần đường link phía dưới phần mô tả này cũng như là cái phần xem thêm ấy, thì mọi người có thể biết được là giá ở CellphoneS đang bán con này chỉ là 18.490 mà thôi. Trong khi đó MacBook Air M1 ở trên cửa hàng trực tuyến của Apple bản base y chang như ở CellphoneS thì sau khi giảm giá rồi nhá, nó vẫn còn là 22 triệu rưỡi. Chưa kể là những cái đại lý như là CellphoneS sẽ hỗ trợ cho các bạn rất nhiều chính sách, như là các bạn sẽ được thu cũ đổi mới này, hoặc là các bạn sẽ được giảm giá khi mà các bạn là thành viên gọi là S-Member đó. Có rất là nhiều những chương trình như vậy thì hỗ trợ cho các bạn tốt hơn. Mà cái câu chuyện ở đây là tất cả những cái sản phẩm này đều là hàng chính hãng, vậy nên các bạn cứ chọn cái nào rẻ là các bạn mua thôi. Trên thực tế thì chúng ta sẽ có những sản phẩm đắt hơn và cũng có những cái sản phẩm rẻ hơn, vậy nên là các bạn có thể đăng ký thử để xem mức giá chênh lệch nhau nhiều không, từ đó đưa ra quyết định mua hàng sao cho rẻ nhất, hợp lý nhất. Và ưu điểm nữa của những đại lý như CellphoneS thì chúng ta biết được là họ có rất nhiều chi nhánh trên khắp cả nước. Các bạn có thể ra tận nơi, thử máy, test máy tất cả các kiểu đàng hoàng rồi các bạn xuống tiền mua cũng chưa muộn. Còn cửa hàng trực tuyến của Apple thì các bạn chỉ có xem bọn mình review thôi, chứ cũng không có được test trực tiếp. Còn những bạn nào mà có nhu cầu là khắc tên ở trên cái chiếc laptop của mình hoặc là iPad các thứ thì các bạn có thể mua ở trên cửa hàng trực tuyến của Apple. Thì đây cũng là một cái lợi điểm. Và cũng có thêm một cái khá là bất cập nữa mình mới tìm hiểu được, đó là các bạn sẽ không được trả góp khi mà sử dụng gói sinh viên. Không phải bạn sinh viên nào cũng có đủ tiền, đủ tài chính để mua một lèo là được nguyên cả một con laptop hay là một con iPad, mà bây giờ Apple không cho trả góp thì rất là khó khăn cho các bạn. Tuy nhiên xét đi xét lại thì mình nghĩ rằng là Apple làm điều này cũng hợp lý thôi, bởi vì đa phần các bạn sinh viên thì đều đang có một cái mức thu nhập nó chưa ổn định, nên là rất là khó để có thể xác thực được tài chính của các bạn để làm những cái tài khoản trả góp ở trên Momo. Các bạn sinh viên có thể đăng ký trả góp ở bên ngoài thì mình nghĩ là nó sẽ tiện hơn. Còn để nói về những cái ưu đãi khác dành cho các bạn học sinh sinh viên thì ở các thị trường tiềm năng như là Mỹ, như là Canada thì các bạn có rất nhiều các chương trình. Ví dụ như là khi các bạn mua iPad, các bạn được tặng Apple Pencil, hoặc là mua MacBook, mua iPad được tặng luôn cả Airpods. Nhưng mà theo như mình tìm hiểu thì đây là những cái chương trình mà nó có thời hạn nhất định. Ví dụ như là mùa tựu trường này, như là một cái sự kiện nào đó, lễ tạ ơn chẳng hạn, thì các bạn sẽ có những khuyến mại này, chứ không phải lúc nào các bạn cũng sẽ có những khuyến mại đó. Còn ở Việt Nam ấy, thì có chương trình này hay không thì mình chưa biết, bởi vì là đã đến mùa tựu trường đâu, các cháu còn đang nghỉ hè cơ mà, thì phải đợi một thời gian nữa thì mới biết được. Vậy thì lý do mà tại sao Apple lại đẩy mạnh giá dành cho học sinh sinh viên như thế? Theo như mình nghĩ là nó có rất nhiều lý do, nhưng mà chủ yếu là để Apple muốn đánh mạnh vào những cái đối tượng khách hàng tiềm năng sau này. Các bạn học, thậm chí học cấp 3 các bạn cũng đã quen dùng kiểu Apple Pencil, iPad rồi là MacBook này. Và một khi mà các bạn đã dính vào cái hệ sinh thái Apple rồi thì nó thật rồi, nó nghiện đấy. Rất khó để các bạn có thể thoát được ra, trừ khi là mọi người có nhu cầu tài chính nhiều, các bạn muốn trải nghiệm công nghệ nhiều thôi. Còn đâu các bạn là người dùng phổ thông thì Apple nó vốn nó đã tốt như thế nên là các bạn cứ thế mà theo thôi. Còn chưa kể là đã dùng đồ Apple, các bạn được trade in giảm giá lên đời, nó sẽ là một cái vòng lặp vô tận các bạn ạ. Nên là cái việc mà giảm giá như thế này dành cho các bạn học sinh sinh viên, bên cạnh cái việc là khuyến khích về giáo dục, về phát triển thế hệ tương lai, thì đấy, các bạn học sinh sẽ là một đối tượng khách hàng rất tiềm năng dành cho nhà táo. Đấy, để chốt lại cho video ngày hôm nay thì cái chính sách ưu đãi giảm giá dành cho các bạn học sinh sinh viên của cửa hàng Apple trực tuyến ở Việt Nam ấy thì nó có rất là nhiều, nhưng mà như Dương Công Nghệ đã chia sẻ rồi thì không phải sản phẩm nào cũng xứng đáng cho các bạn mua. Đặc biệt là những cái mẫu laptop quốc dân như kiểu là MacBook Air M1 chẳng hạn thì hiện tại CellphoneS đang bán cho các bạn mức giá rất tốt, chưa đến 19 triệu đồng. Nó rẻ hơn khoảng 4 triệu so với cửa hàng trực tuyến của Apple, mà đây là mức giá giảm ở trên cửa hàng trực tuyến rồi nhé. Và cả những cái sản phẩm khác như là iPad, như là Apple Pencil thì ở bên CellphoneS cũng đang có mức giá tốt hơn, nên là các bạn cứ cân nhắc thật là kỹ lưỡng và chọn ra cái sản phẩm phù hợp nhất với túi tiền của các bạn. Và chúc các bạn sẽ lựa chọn được những cái sản phẩm phục vụ cho nhu cầu học tập nó thật là tốt, thật là hoàn hảo. Và riêng mua MacBook thì các bố các mẹ yên tâm rồi, các cháu không chơi điện tử trên đấy nó kiểu hardcore được, đúng không? Chơi cùng lắm trên Pikachu thôi. Đấy, nên là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video nhé. Nhớ like, share và subscribe để Vật Vờ Studio chiều các bạn nhất rồi đấy. Nhớ đọc thêm các bài viết khác ở trên website vatvostudio.vn.